Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Mưa lớn gây sụt lún đất uy hiếp một số hộ dân tại thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Chợ mở lại tăng nguồn cung thực phẩm cho thành phố Hồ Chí Minh. Người dân Sơn La tăng cường cài đặt ứng dụng quản lý bảo hiểm trên điện thoại. Mô hình ngân hàng máu sống tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của bão số 8, những ngày qua trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có mưa vừa, có nơi mưa rất to, nhiều điểm ngập lụt, sạt lở đất gây ách tắc giao thông cục bộ. Từ ngày 12 tháng 10, trên địa bàn huyện miền núi Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, khu vực Hung Châu ở xã Thượng Hóa, các ngầm Hà Nông, Co Pi, Tô Cổ ở xã Trọng Hóa bị ngập sâu trong nước hơn 1 mét. Trên đường 12A đoạn qua km 115-250 thuộc địa phận Bản Lé, xã Trọng Hóa, nhiều khu vực hai bên ta luy bị sạt lở nghiêm trọng, nhiều điểm sạt lở cách nhà dân khoảng 5 mét. Trước diễn biến của bão số 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình yêu cầu các địa phương, lực lượng bộ đội biên phòng và các đơn vị liên quan cần chủ động sắp xếp bố trí tàu thuyền về neo đậu, tránh trú an toàn, không để ngư dân ở lại trên tàu khi bão đổ bộ, kiểm soát chặt chẽ về ngư dân, nhất là ngư dân các tỉnh bạn khi vào tránh trú để phối hợp phòng chống dịch COVID-19, thực hiện nghiêm công tác khai báo y tế và cho xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với ngư dân về tránh trú bão tại khu neo đậu. Thời gian qua, do mưa lớn diễn ra liên tục đã làm ảnh hưởng đến kết cấu của nền đất và do tình trạng san ủi đất trong khu vực, nên ở xã Lộc Nga, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng đã xuất hiện tình trạng sạt lở đất đe dọa tài sản của người dân. Tại địa bàn xã Lộc Nga, thành phố Bảo Lộc, tình trạng sụt lún đất xảy ra tại một khu vực trên đường Trần Phú, làm nứt tường nhiều nhà dân. Do sụt lún nên sân nhà, móng nhà, tường nhà của một số hộ dân bị nứt hàng chục tấc. Đất sụt lún tạo thành hàm ếch, hố tử thần, đe dọa tính mạng của người dân trong khu vực. Chính quyền xã Lộc Nga đã cử người dân đến hiện trường để xác minh và quyết định di rời khẩn cấp 3 hộ dân trong khu vực sụt lún và cắm bảng cảnh báo sạt lở nguy hiểm, phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc xác định chính xác nguyên nhân sụt lún đất để có phương án xử lý phù hợp. Trước tình hình khó khăn của dịch bệnh, theo thống kê, đến ngày 30 tháng 9 năm 2021, Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc EVN-CPC đã thực hiện giảm 1.588 tỷ đồng cho khách hàng sử dụng điện miền Trung Tây Nguyên bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Trong hai đợt giảm năm 2020, EVN-CPC đã giảm tổng cộng hơn 1.373 tỷ đồng cho hơn 7,8 triệu khách hàng sản xuất kinh doanh, sinh hoạt, cơ sở lưu trú, cơ sở y tế, khách sạn được dùng để cách ly, khám bệnh tập trung, bệnh nhân COVID-19. Trong đợt 3 và đợt 4 tính đến hết tháng 9 năm 2021, có 710.830 khách hàng sử dụng điện tại miền Trung Tây Nguyên được giảm với số tiền 215,1 tỷ đồng. Trong đợt 3 và đợt 4 tính đến hết tháng 9 năm 2021, có 710.830 khách hàng sử dụng điện tại miền Trung Tây Nguyên được giảm với số tiền 215,01 tỷ đồng. Riêng đợt 5, từ kỳ hóa đơn tháng 9 đến tháng 11 năm 2021, EVN-CPC giảm 10% hóa đơn tiền điện cho các nhà máy hoặc cơ sở sản xuất, lĩnh vực chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản chế biến và bảo quản rau quả và doanh nghiệp kim ngạch xuất khẩu năm 2020 trên 1 tỷ đô la Mỹ tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện chỉ thị 16 tại thời điểm ngày 25 tháng 8 năm 2021. Từ ngày 13 đến ngày 20 tháng 10, giai đoạn thí điểm mở lại đường sắt trên phạm vi toàn quốc, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành quy định tạm thời để đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19. Theo đó, khách đi tàu trong thời điểm này sẽ có điểm khác hơn so với trước đây. Ngoài việc phải tuân thủ 5K và kết quả xét nghiệm nhanh COVID-19, đặc biệt hành khách phải có thẻ xanh trên sổ sức khỏe điện tử PC COVID hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vaccine của cơ quan có thẩm quyền cấp, liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày. Đối với địa phương, nơi hành khách cư trú, lưu trú, phải quản lý, phải kiểm soát chặt chẽ việc bàn giao tiếp nhận hành khách đi tàu cho địa phương điểm đến. Mặc dù chuyến tàu
SE05 đi Thành phố Hồ Chí Minh đầu tiên đã bán được 354 vé, nhưng số lượng khách không đông. Xuất phát từ ga Hà Nội đi chỉ khoảng hơn 100 người. Sau khi kết thúc giai đoạn thí điểm từ ngày 13 tháng 10 đến ngày 20 tháng 10, ngành đường sắt sẽ tiến hành đánh giá và báo cáo các bộ ngành liên quan để điều chỉnh cho phù hợp, tổ chức chạy lại tàu khách trên các tuyến đáp ứng tối đa nhu cầu đi lại của nhân dân mà vẫn đảm bảo công tác phòng chống dịch. Còn tại Thành phố Hồ Chí Minh, hàng loạt siêu thị, chợ truyền thống đã đủ tiêu chí an toàn để mở cửa trở lại. Thành phố đang sẵn sàng để trở lại cuộc sống bình thường mới. Cùng với nguồn cung qua các trạm trung chuyển chợ đầu mối ngày một tăng, chợ mở ra đã đáp ứng đầy đủ và đa dạng hơn các loại hàng hóa thiết yếu cho người dân. Thị trường đã bắt đầu đi vào ổn định và giá cả cũng bình ổn hơn so với trước đây. Mở bán trở lại sau nhiều tháng tạm nghỉ, chị Hiền, tiểu thương chợ Nguyễn Tri Phương cho biết, việc lưu thông vận chuyển hàng hóa từ tỉnh và chợ đầu mối về đây đã thuận lợi hơn rất nhiều. Cước phí vận tải hạ nhiệt chỉ còn 1/3 so với thời điểm dịch, kéo theo các mặt hàng hải sản cũng đã giảm ít nhất 30%. Phí vận chuyển giảm đến 30% và hàng hóa giảm đến 30%. Mình giảm hết mức luôn. Giống như chị nói là cá chim á, ở đây chợ ta bán có 19. Tại mỗi cái mình lời rất là ít để mà mình thu hút khách. Việc lưu thông thuận lợi đã giúp nguồn hàng đổ về Thành phố Hồ Chí Minh phong phú dồi dào hơn rất nhiều. Ngoài các mối hàng được đưa trực tiếp từ vùng nguyên liệu về, thì ba trạm trung chuyển tại ba chợ đầu mối đang từng bước phát huy năng lực lưu thông vận chuyển hàng hóa, tăng nguồn hàng cho các chợ. Hiện nay cái khu này đang hoạt động rất là ổn định và cái nguồn hàng về đến thành phố vào ba cái khu vực này thì nó tăng dần so với cái thời gian trước ngày 1 tháng 10. Trước ngày 1 tháng 10 thì mình tầm khoảng chừng 8 đến 900 tấn một ngày, thì bây giờ tăng lên 1.100-1.200 tấn cho ngày. Quản lý giá thì trước hết đó là yêu cầu là các tiểu thương là phải niêm yết giá vào cái niêm yết giá công khai để cho mọi người đi chợ người ta đều biết. Thứ hai là chúng tôi cũng thông khảo thêm các thông tin của các mặt hàng giá bên ngoài. Thì nếu có những mặt hàng nào bất thường thì chúng tôi sẽ có cái việc là gặp gỡ tiểu thương để cùng nhau tìm ra và cũng nghe giải thích thêm về cái việc giá nếu có sự kiện bất thường. Tuy nhiên mức giá hiện vẫn còn cao so với trước dịch, Thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục xem xét để đưa vào hoạt động từng phần chợ đầu mối để vừa tăng nguồn cung ổn định giá cả, vừa hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho bà con nông dân. Đây cũng là bước quan trọng để Thành phố Hồ Chí Minh trở lại nhịp sống bình thường mới. Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành kế hoạch tiếp nhận và cách ly y tế đối với công dân Quảng Ngãi về từ Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Dự kiến tỉnh Quảng Ngãi sẽ đón 1.160 công dân là người yếu thế có nguyện vọng về quê. Tất cả phải có giấy xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ trước khi trở về địa phương, thực hiện cách ly y tế theo quy định, đảm bảo sức khỏe khi di chuyển bằng máy bay hoặc ô tô. Khi về đến địa điểm cách ly tập trung, người dân sẽ được xét nghiệm sàng lọc, phân loại cách ly. Dự kiến đợt 1 vào ngày 16 tháng 10, tiếp nhận 440 công dân về từ Thành phố Hồ Chí Minh di chuyển bằng đường hàng không và 500 công dân di chuyển bằng đường bộ về từ Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai. Đợt 2 vào ngày 18 tháng 10, tiếp nhận 220 công dân di chuyển bằng đường hàng không về từ Bình Dương và Đồng Nai. Thưa quý vị và các bạn, cùng với vận tải hành khách thì nhiều hoạt động khác cũng khởi động trở lại. Cũng tại thành phố Đà Nẵng, sau hơn 2 tháng tạm dừng, cảng cá Thọ Quang, cảng cá lớn nhất khu vực miền Trung đã hoạt động trở lại. Nhưng hiện nay, tàu cá nằm bờ tại âu thuyền Thọ Quang vẫn chiếm số lượng lớn. Nguyên nhân chủ yếu là do thiếu hụt người lao động vươn khơi trên các tàu. Tàu cá của ông Nguyễn Văn Điều ở phường Nại Hiện Đông là một trong số hàng trăm tàu cá vẫn neo đậu tại âu thuyền Thọ Quang, chưa vươn khơi vì thiếu lao động đi biển và hậu cần nghề cá. Theo Ban Quản lý Cảng cá Thọ Quang, hiện nay chỉ có gần 10 tàu của Đà Nẵng xuất bến, còn hơn 600 tàu đang nằm bờ do chưa đáp ứng yêu cầu hơn 5.500 lao động đủ điều kiện tiêm phòng ít nhất một mũi vaccine. Địa phương cần sớm có hướng giải quyết vướng mắc để người lao động sớm trở lại công việc, tàu thuyền nhanh chóng vươn khơi. Do tình hình tàu cá nằm bờ đang tác động lớn đến nguyên liệu đầu vào chế biến hải sản tại khu công nghiệp Thọ Quang, không thể nối lại chuỗi cung ứng cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu.
Thực hiện chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc triển khai ứng dụng VSSID Bảo hiểm xã hội số trên nền tảng thiết bị di động, Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La đã triển khai hướng dẫn hỗ trợ cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng một cách nhanh chóng, dễ dàng, thuận lợi trên thiết bị di động của cá nhân và được người dân đồng tình đón nhận. Tại Tổ văn hóa 12, phường Triềng Lề, thành phố Sơn La, ngày các cán bộ hưu trí nhận lương hưu hàng tháng, các cán bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La đã tận tình hướng dẫn người dân cách cài đặt ứng dụng bảo hiểm số VSSID trên điện thoại di động. Cùng với đó, người dân được tuyên truyền về các tính năng tiện ích phục vụ linh hoạt, các nhu cầu thông tin thiết yếu cho người tham gia và thụ hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp khi cài đặt ứng dụng này. Chúng tôi thấy là đây là một cái phần mềm hết sức tiện ích. Bởi vì chúng tôi thấy là nếu như mà đi khám bệnh thì không cần cầm thẻ, cầm sổ, mà chỉ cần tra cứu vào trong cái mục cài đặt là chúng tôi sẽ nắm được hết tất cả các thông tin về bệnh của mình trong những lần khám trước này, hay là số thẻ có thể quên, hay là sổ thẻ bảo hiểm y tế có thể là chúng ta quên thì chúng ta đã thấy cập nhật hết vào trong cái điện thoại rồi. Đây là một cái phần mềm chúng tôi thấy là rất là tiện ích cho người dân. Để triển khai hướng dẫn cài đặt VSSID cho người dân, các phòng chuyên môn của Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La chủ động phối hợp tổ chức mỗi tuần ít nhất 2 buổi, bố trí các bàn đăng ký di động tại trụ sở các đơn vị có số lao động lớn, trung tâm hành chính công, nơi tập trung đông dân cư để hướng dẫn, hỗ trợ người dân đăng ký, cài đặt ứng dụng VSSID và phê duyệt cấp tài khoản ngay tại bàn đăng ký. Riêng Bảo hiểm xã hội các huyện mỗi tuần có ít nhất 1 buổi như trên và thêm nhiệm vụ tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình trên địa bàn. Trong thời gian tới, với vai trò là cơ quan tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại địa phương, Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về ứng dụng VSSID và triển khai các hình thức đa dạng, phù hợp với từng đối tượng, cung cấp tài liệu, tờ rơi, tờ gấp, video clip hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng VSSID cho các cơ quan đơn vị trên địa bàn nếu có yêu cầu, hỗ trợ người dân đăng ký cài đặt và hướng dẫn sử dụng ứng dụng VSSID, thường xuyên theo dõi việc triển khai, định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện để tiếp tục có biện pháp triển khai hiệu quả, sâu rộng ứng dụng VSSID bảo hiểm xã hội số trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, chữa bệnh cứu người đó là công việc, cũng là trách nhiệm của các y bác sĩ, thậm chí nhiều bác sĩ còn sẵn sàng hiến cả máu của mình để cứu lấy sự sống cho những người bệnh đang nguy kịch. Câu chuyện về mô hình ngân hàng máu sống tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên là một ví dụ. Đây là bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Trúc đang làm việc tại khoa gây mê hồi sức Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên. Công tác hơn 5 năm tại bệnh viện, cường độ công việc cao, nhưng bác sĩ Trúc đã có 3 lần hiến máu trực tiếp cho những ca cấp cứu bị thiếu máu. Đó đều là những lần hiến máu khó quên với bác sĩ Trúc. Hiến máu trong những cái tình hình cấp cứu này thì mình muốn nhất là mình muốn đóng góp một phần nhỏ công sức của mình để làm thế nào để cứu sống được cái tính mạng bệnh nhân. Còn đây là kỹ thuật viên xét nghiệm Tô Thị Trang, khoa xét nghiệm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên, người đã có 3 lần hiến máu trực tiếp cho bệnh nhân cấp cứu. Ngoài ra, Trang còn tích cực tham gia các đợt hiến máu tình nguyện với 6 lần hiến máu. Cái gì tốt thì mình làm thôi ạ. Trên tinh thần là làm được cho bệnh nhân thì mình sẽ làm hết sức. Từ năm 2016, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên đã xây dựng mô hình ngân hàng máu sống với sự tham gia của 15 tới 20 nhân viên y tế sẵn sàng hiến máu khi bệnh nhân cần. Trung bình mỗi năm có từ 3 tới 5 bệnh nhân cần lượng máu hiến trực tiếp. Nhiều ca bệnh nhờ những giọt máu của chính các y bác sĩ đã được cứu sống. Khi được các y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên cấp cứu bằng nguồn máu sống thì em rất xúc động và cảm ơn các y bác sĩ rất nhiều. Từ đầu năm 2020, khi dịch Covid-19 bùng phát, dẫn tới sự thiếu hụt nguồn máu dự trữ, cùng với thực tế phát sinh những trường hợp cần máu tươi để cấp cứu, mô hình ngân hàng máu sống càng cho thấy tính cần thiết và hiệu quả trong việc cấp cứu bệnh nhân. Để mà lấy được một khối tiểu cầu từ tuyến trung ương về thì nó sẽ rất là mất thời gian, cho nên chúng tôi huy động một cái nguồn máu sống trực tiếp thì nó sẽ đem lại những cái hiệu quả thiết thực trong cái quá trình cấp cứu. Có những cái ca bệnh mà chúng tôi ở đây cấp cứu là sử dụng một cái lượng máu rất lớn thì đôi khi những cái đáp ứng về nhóm nó không thể đầy đủ được ngay. Những chiến sĩ áo trắng vẫn luôn nỗ lực mỗi ngày bằng tất cả khả năng và cả máu của mình để giữ lại sự sống cho người bệnh. Đó là những hình ảnh đẹp, đầy nghĩa tình của lực lượng cán bộ y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên nói riêng, lực lượng y tế nói chung.
theo chương trình là những thông tin đáng chú ý khác. Bắt đầu từ ngày 12 tháng 10, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội C06 cho biết Bộ Công an đã trả khoảng hơn 50 triệu thẻ căn cước công dân gắn chip cho người dân so với trên 55 triệu hồ sơ đã thu nhận. Năng suất có ngày lên đến 400.000 thẻ để trả cho người dân. Tuy nhiên, tình hình cung ứng chip trên thế giới đang khan hiếm nên việc sản xuất thẻ bị chậm hơn so với kế hoạch. Trong những tiện ích đã tích hợp, căn cước công dân gắn chip sẽ được sử dụng trong khai báo di chuyển nội địa, khai báo y tế tại các điểm công cộng với nhiều hình thức khác nhau. Bộ Công an sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân và khẩn trương tích hợp các ứng dụng trên thẻ. Nhằm sớm đưa mọi hoạt động cuộc sống của người dân trở lại trạng thái bình thường mới, các cơ quan chức năng đã cùng nhau phối hợp để triển khai nhiều giải pháp và trong đó có việc tích hợp thông tin thẻ xanh COVID và căn cước công dân có gắn chip đã cấp cho người dân trích xuất từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Với mục đích phục vụ nhân dân thực hiện các thủ tục giao dịch được thuận tiện nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, công sức. Những ngày này, tại các địa phương trên cả nước, lực lượng chức năng thường đi từ ngõ, gõ từng nhà, phát phiếu đăng ký xác thực thông tin tiêm chủng cho các hộ dân. Những thông tin thu thập được tích hợp với căn cước công dân gắn chip thành thẻ xanh COVID-19, giúp cho người dân thuận tiện hơn khi di chuyển, khai báo trong mùa dịch. Mục đích đó tôi thấy nó là rất là hợp lý. Thế và nó không hay bị cái nguy cơ là người dân bị quên thẻ. Thế dù đến đâu thì là người ta đã chú trọng đến cái căn cước công dân thì coi như là tất cả các nội dung đã nằm trong đó rồi. Thì cái này là một cái mà rất là tiện gọn đấy, và nó hữu ích cho cái sinh hoạt của người dân và để đáp ứng được cái mục tiêu. Với tiện ích này, người dân khi đến các nơi công cộng có thể dễ dàng đăng ký điểm đến, giúp doanh nghiệp tổ chức theo dõi, quản lý về nguy cơ lây nhiễm COVID-19, từ đó chủ động đưa ra các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả kịp thời. Đây là một cái chủ trương hết sức là thiết thực mà hết sức là cần thiết trong cái quản lý xã hội hiện nay, để cho chúng ta thấy rằng một dữ liệu được khai thác rất nhiều khía cạnh và có hiệu quả để nó tiết kiệm cho được ngân sách của nhà nước. Nếu như cứ mỗi một cái lại thành một cái dự án riêng biệt thì nó quá tốn kém. Các thông tin khác về giấy đi đường, thông tin xét nghiệm, giấy phép lái xe và nhiều tiện ích khác cũng sẽ được tích hợp trong căn cước công dân. Việc triển khai các giải pháp công nghệ số không chỉ có ý nghĩa ngay trong giai đoạn phòng chống dịch, đẩy lùi dịch bệnh, quản lý vận hành xã hội trong tình hình mới, mà còn tạo cơ sở quan trọng để tiến tới một chính phủ số, thay đổi hành vi thói quen sử dụng công nghệ của người dân. Ngang nhiên dùng bè hút cát khiến lòng suối, đồng ruộng, ao hồ biến dạng. Đây là thực trạng đang xảy ra rầm rộ tại nhiều xã của huyện Eak, tỉnh Đắk Lắk. Tại con suối Eat chạy quanh thôn An Bình, xã Eat, huyện Eak, Đắk Lắk, hai người đàn ông đang hì hục bơm cát từ lòng suối lên chiếc xe ô tô đỗ ngay bên dãy ngô. Dưới suối là một bè hút cát đang hoạt động hết công suất. Một đoạn bờ rào bị phá để phục vụ cho việc bơm hút cát. Khi phát hiện nhóm phóng viên ghi hình, những đối tượng hút cát lậu lập tức tắt máy, dừng khai thác để tìm cách tẩu thoát. Dọc theo con suối Eat này, không khó để bắt gặp hình ảnh các đường ngang qua dãy do các đối tượng khai thác cát lậu tự mở để đưa xe ô tô trực tiếp vào bờ suối lấy cát. Phía lãnh đạo địa phương, dù biết xảy ra tình trạng khai thác cát lậu nhưng cũng có nhiều cái khó. Khó khăn ở địa phương là cái số lượng anh em nó cũng mỏng, tập trung cho công tác phòng dịch là chính, cho nên vẫn còn có tình trạng xảy ra như vậy. Trên cơ sở đó thì ủy ban xã nó chỉ đạo các đơn vị các thôn buôn tiến hành tuyên truyền bà con nhân dân và đặc biệt là phát hiện cái đối tượng xử lý. Hiện nay chúng tôi đang tiếp tục rà soát và có hướng xử lý chung cho toàn xã. Tại xã Cư Ni, do địa hình chủ yếu là đất pha cát nên các đối tượng đã dùng máy xúc múc ruộng thành những hồ lớn rồi đóng bè thả xuống hút cát. Các đối tượng ngang nhiên khai thác, tập kết những bãi cát khổng lồ ngay tại chỗ. Tình trạng này đã xảy ra trong một thời gian dài. Lãnh đạo xã Cư Ni thừa nhận tình trạng khai thác cát trái phép là có thật. Thực trạng khai thác khoáng sản trái phép trên lòng suối, đồng ruộng tại địa bàn huyện Eak đã làm thất thoát tài nguyên, khoáng sản, biến dạng địa hình đã diễn ra trong một thời gian dài. Đề nghị chính quyền địa phương cần vào cuộc quyết liệt, có giải pháp để chấn chỉnh tình trạng trên một cách triệt để, tránh những hệ lụy do khai thác cát trái phép gây ra về lâu dài. Quý vị và các bạn thân mến,
Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.